Sao em biết anh ở đây mà đến? Em không những biết làm luật sư mà em còn làm thám tử được mà. Em nói như vậy là anh biết là em đã khỏe nhiều rồi. Bây giờ em có thể giật ngã một con trâu. Thôi đi cô nương, nổ quá. Ba đồng ý cho hai đứa mình chính thức tìm hiểu nhau và có mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm. Gia cảnh và xuất thân của anh không có xứng với gia đình của em. Em nên tìm người khác phù hợp đi. Em rất thương anh và em muốn lấy anh về sống cùng anh. Chứ anh đâu có sống cùng gia đình em đâu. Quá khứ của anh như thế nào em không quan tâm. Bây giờ em chỉ cần biết hiện tại. Anh là một người nghị lực, nhân hậu. Và điều quan trọng nhất, anh yêu em chân thực thôi là đủ rồi. Nhưng anh không có muốn gì mình mà gia đình của em không thoải mái. Nhất là gia đình của em đã giàu có và có địa vị trong xã hội. Vậy giờ em hỏi anh, sau khi hai đứa mình lấy nhau, anh sống với em hay là gia đình em? Tất nhiên là với em rồi. Ừ. Vậy nó đặt trường hợp ngược lại, quán đổi vị trí cho nhau. Em thì rất là nghèo khó, còn anh là người khá giả. Thì lúc đó anh có bỏ em đi để kiếm một người khác không? Tất nhiên là không. Đó, anh đã trả lời rồi. Vậy sao bây giờ anh ép em làm cái gì vậy? Nếu anh không yêu thương em thì anh sẽ không hiến thận cho em. Được rồi, nếu anh không đến thì bây giờ em cũng không cần quan tâm sức khỏe của em làm gì. Em sẽ sống một cuộc sống không có anh. Và em cũng không quan trọng tương lai mình sẽ đi về đâu. Vậy như thế nào? Vì em sống mà không được ở bên cạnh người mình thương thì em thấy thật vô nghĩa. Sao em cứng đầu quá vậy? Ủa, kệ em. Anh từ chối tình cảm của em và không quan tâm tới em nữa thì anh để ý chi vậy? Được rồi, được rồi. Chịu thua em luôn đó. Thấy cái trán bướng chưa? Vậy anh đến nha. Được rồi. Em về đi. Mưa mà cũng đuổi người ta đi. Đi đi. Mưa mà có mưa vô đi.